Thưa sư, con tham gia một khóa tụng kinh. Mấy anh chị trong đó dặn là khi lạy không để kinh dưới đất sẽ tổn phước. Còn lần nữa, khi con đi làm một chùa làm công quả, khi đi qua chỗ tượng Phật, con đã cố giấu dép vào người và đi khom lưng. Một cô nói không nên đem dép qua chỗ Phật vì sẽ mất phước. Liệu những điều đó có đúng không? Con biết rằng Đức Phật từ bi không trách gì, nhưng các vị hộ thần hộ pháp có trách mình không? Con mong sư giải đáp giúp con. Để mà mình có cái lòng tôn kính, thì khi mình tụng kinh hoặc là cái kinh mình để đâu cũng vậy, không nên để dưới đất, thì cái này sẽ đồng ý. Mình có thể mình kiếm cái gì đó, hoặc là kiếm cái khay, hoặc là kiếm cái ghế, hoặc kiếm cái gì đó mà mình để lên. Mà nếu như mình kiếm cái ghế thì đó phải là cái ghế mà mình không có ngồi lên, hoặc là không có ai ngồi lên, thì mình để. Sư lấy ví dụ đi, khi sư ở trong phòng, trong phòng là không có ai hết, một mình sư thôi, thì có kinh sách thì sư cũng không bao giờ, khi mà sư có để trên giường á, thì sư cũng để lên trên cái gối, chứ sư không để chỗ khác ngoài cái gối hoặc là ngoài đầu nằm. Tại sao? Thí dụ như mình để trên giường, để chỗ khác, cái chỗ đó là cái chỗ mình để chân, hoặc cái chỗ đó mình để cái thân mình lên, nó không có nên. Hoặc là để ở trên một cái chỗ nào nó khác. Rồi sư lấy ví dụ đi, cái túi dèm của sư á, đôi khi thì đi thì cũng tiện tay thì để qua một bên. Nhưng mà khi sư bước đi thì sư cũng phải né đó, sư không có bước qua. Tức là cái túi đồ mình mà mình không có bước qua. Tại vì sao? Vì đôi khi mình có để đồ của Phật ở trong đó, hoặc á, là có cái túi dèm nó có theo cái chữ Phật, mặc dù chữ Phật của Trung Hoa nhưng mà nó cũng là chữ Phật. Rồi thêm một cái nữa là đôi khi cái bao thơ mà Phật tử cúng dường thì sư cũng không có bước qua. Tại sao vậy? Đó thể hiện cái sự tôn trọng, sự kính trọng của mình đối với người khác. Cho nên là cái này, cái quan trọng là do cái lòng tôn kính của mình thôi, thì mình cẩn trọng ha. Còn cái chuyện đi dép thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.